Ngày 11 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Triệu Phong, Ủy ban Nhân dân xã Triệu Thành đã có báo cáo về tình hình quản lý các bãi tập kết cát sỏi trên địa bàn xã Triệu Thành. Trong đó có 10 bãi tập kết cát sỏi bên dòng sông Thạch Hãn ở thôn Cổ Thành, xã Triệu Thành chưa được cấp phép nhưng hoạt động công khai trong nhiều năm khiến người dân bức xúc. Mặc dù địa phương đã tuyên truyền vận động các hộ dân dừng hoạt động nhưng họ vẫn không chấp hành. Trước tình trạng này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Phong giao Công an huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương liên quan kiểm tra xử lý triệt để các bãi tập kết cát sỏi trái phép trên địa bàn xã Triệu Thành trước ngày 20 tháng 8, tăng cường kiểm tra các phương tiện vận tải chuyên chở cát sỏi trái phép, tiến hành lập biên bản xử lý các phương tiện vi phạm về an toàn giao thông và vận chuyển cát sỏi không có nguồn gốc hợp pháp. Đồng thời giao Ủy ban Nhân dân xã Triệu Thành cùng với Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Triệu Phong tiến hành rà soát các hộ kinh doanh, đề xuất phương án di dời bố trí địa điểm kinh doanh cát sỏi của các hộ dân để đảm bảo theo đúng quy hoạch.